Han Jae-seon nói gì về nghi vấn tắt bay mặt Jennie Blackpink vì ghen tuông? Sau khi bạn trai bị Dispatch bóc quá khứ trai bao, nữ diễn viên Han Jae-seon đã viết một tâm thư dài trên trang cá nhân. Mới đây, cô nàng tiếp tục trực tiếp trả lời bình luận của fan, thông qua đó làm rõ một số tin đồn về bản thân. Trong đó có tin đồn Han Jae-seon từng tát thẳng mặt Jennie Blackpink trong lúc cô đang hẹn hò Teddy vì nghi Jennie và bạn trai mình có điều mờ ám. Cụ thể, khi người hâm mộ hỏi có đúng là chị đã từng tát Jennie không, Han Jae-seon đã trả lời rất thẳng thắn rằng tôi còn chưa từng gặp Jennie bao giờ. Câu trả lời của nữ diễn viên đã đập tan mọi tin đồn không đúng sự thật. Han Jae-seon và nhà sản xuất âm nhạc Teddy từng có khoảng thời gian dài hẹn hò từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 10 năm 2016. Sau đó, cặp đôi đã đường ai nấy đi với lý do lịch trình bận rộn, không có thời gian dành cho nhau. Đến năm 2017, tờ MediaPen đưa tin Teddy và Jennie đang hẹn hò. Ngay lập tức, EG Entertainment đã phủ nhận thông tin trên. Rất có thể tin đồn Teddy hẹn hò Jennie bắt nguồn từ việc nhà sản xuất này dành nhiều ưu ái cho công chúa EG. Khiến dân mạng đồn rằng vì điều đó nên Han Jae-seon và Jennie đã có mâu thuẫn. Trước đó, Dispatch đã có bài viết bóc phốt bạn trai kém 10 tuổi Ryu Sun-jae của Han Jae-seon thực chất là trai bao, từng làm việc trong quán karaoke và cặp kè với nhiều người phụ nữ có gia đình để được chu cấp tiền. Dispatch đã chụp được ảnh của cơ sở giải trí Ryu Sun-jae từng làm việc và khẳng định bạn trai Han Jae-seon từng là tiếp viên nam hot. Làm tiếp viên không phải là điều trái luật, tuy nhiên nếu được trả tiền cho nhiều dịch vụ khác, đó sẽ trở thành vấn đề. Dispatch cũng phỏng vấn một số nhân chứng, những người này khẳng định Jun Sun-jae giống trai bao hơn là tiếp viên. Một nhân chứng nói anh ta nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nhiều phụ nữ có gia đình và cả phụ nữ độc thân đã ly hôn. Đồng thời khẳng định Jun Sun-jae đã thôi việc kể từ khi hẹn hò nữ diễn viên nổi tiếng. Một người khác còn hé lộ Han Jae-seon đã cố gắng tẩy trắng profile cho bạn trai. Han Jae-seon đã cố cho bạn trai ra mắt với tư cách diễn viên. Trong quá trình đó, cô đã có nhiều bất đồng với công ty quản lý, tẩy trắng quá khứ, xây dựng sự nghiệp mới cho bạn trai cũng được. Nhưng Han Jae-seon đâu thể che giấu quá khứ mãi mãi, những nạn nhân của anh ta vẫn ở ngoài kia. Ngay lập tức, công ty quản lý mới của Han Jae-seon phủ nhận ngắn gọn. Chúng tôi đã xác minh và nội dung của bài báo là không đúng sự thật. Tuy nhiên, đến đêm ngày 2 tháng 6, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải một bức thư dài trên trang cá nhân, giải thích rằng đúng là bạn trai cô từng làm việc trong quán karaoke, nhưng tuyệt đối không phải trai bao. Trích bức thư của Han Jae-seon, đầu tiên tôi sẽ kể cho bạn nghe về tất cả những tin đồn liên quan đến bạn trai của tôi, người mà tôi đang hẹn hò hạnh phúc ở hiện tại. Anh ấy là một diễn viên kịch và anh ấy từng làm việc ở quán karaoke. Nhiều người nghĩ rằng karaoke và quán rượu có tiếp viên giống nhau nhưng tôi tin rằng quán karaoke là một nơi có không gian mở hơn. Cách đây vài năm tôi gặp bạn trai hiện tại sau khi đi chơi cùng một người quen, rồi tôi cảm nhận được tình yêu vào tháng 9 năm ngoái. Từ tháng 9 năm ngoái, bạn trai tôi đã không còn làm công việc đó nữa. Theo ý kiến trung thực của tôi, không có cao sang hay thấp hèn khi nói về công việc. Tôi muốn được trân trọng như mọi người phụ nữ khác, tập trung vào cảm xúc của mình hơn là lý lịch của bạn trai. Đây là lý lịch của bạn trai tôi và cách chúng tôi gặp nhau. Tôi đã nói chuyện với bạn trai mình về những nạn nhân được báo chí đưa tin. Sau một hồi nói chuyện, tôi khẳng định những cáo buộc đó hoàn toàn không đúng sự thật. Tôi muốn tin vào bạn trai mình hơn là tin đồn thất thiệt. Tôi muốn tin vào người đã thật lòng chia sẻ với tôi những khó khăn như anh ấy. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những người thân quen đã luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để lấp đầy những thiếu sót. Từ ngày mai, tôi sẽ trở lại là Jae-seon tươi sáng. Nhưng tôi vẫn sẽ chặn và sẽ kiện bất cứ ai phát tán thông tin sai lệch hoặc để lại bình luận ác ý. Xin hãy tin tưởng và quan tâm đến tôi. Hiện sự việc vẫn đang xôn xao mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.